chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của nhà Phương Đông. Hãy nhấn nút đăng ký theo dõi và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video chia sẻ mẫu nhà đẹp nào của chúng tôi nhé. Hôm nay nhà Phương Đông sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một mẫu biệt thự 2 tầng mái Thái phong cách tân cổ điển, mang mã số L2-2213. Quý vị và các bạn cũng có thể tham khảo hàng trăm mẫu nhà đẹp khác đã được nhà Phương Đông chia sẻ trên website nhadep274.com. Kho bản vẽ của chúng tôi chắc chắn sẽ giúp các bạn chọn lựa được mẫu nhà ưng ý nhất, giúp bạn hoàn thiện được ý tưởng về ngôi nhà tương lai của mình. Quay lại với hồ sơ L2-2213, đầu tiên mời các bạn tìm hiểu phối cảnh tổng thể nội thất mẫu nhà, có kích thước chiều rộng là 9m, chiều sâu là 13,5m, diện tích sử dụng khoảng 188m2. Ngôi nhà có công năng bao gồm một phòng khách, một phòng thờ, một bếp ăn, 4 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh và một sân phơi. Công trình đã được các kiến trúc sư của nhà Phương Đông bố trí các phòng ban khoa học, tiện ích, đáp ứng được đầy đủ nhu cầu sử dụng của các thành viên trong gia đình. Từ hình ảnh các bạn có thể thấy, mẫu nhà có hai hướng tiếp cận, từ cửa chính đi vào phòng khách 26,3m2 và từ cửa phụ đi vào bếp ăn 26,4m2. Khu vực phòng khách và bếp ăn được phân chia rất rõ ràng nhưng vẫn có sự liên thông với nhau. Trong đó, phòng khách sẽ là nơi để gia chủ đón tiếp, ngồi trò chuyện cùng bạn bè, khách vừa tới chơi. Với diện tích cũng khá rộng rãi, nên được đặt một bộ sofa gỗ tự nhiên 7 món ở trung tâm. TV sẽ được đặt ở đây, phía sau là vách gỗ hoa văn, bên cạnh là kệ để sách, rượu hoặc những đồ trang trí nhỏ. Chúng tôi cũng đặt thêm tranh treo tường để trang trí cho không gian thêm sang trọng. Đi vào bên trong sẽ là bếp ăn 26,4m2. Các bạn có thể thấy phần kệ tủ, bếp nấu, tủ lạnh với đầy đủ tiện nghi được thiết kế đặt gọn sát theo vách tường. Còn bộ bàn ăn thường ngày của gia đình sẽ đặt gần phía cửa phụ. Các thành viên có thể vừa ăn vừa ngắm nhìn cảnh sắc sân vườn xanh mát. Góc này sẽ là một sân ướt nhỏ, giúp gia chủ xử lý nguyên liệu nấu ăn, dọn rửa đồ dễ dàng hơn. Cửa phụ và các cửa sổ sẽ giúp không khí lưu thông, tránh việc ám mùi khi nấu ăn ra các không gian khác. Cầu thang được đặt ở khu vực giữa nhà, rất thuận tiện khi lên xuống giữa hai tầng. Không gian dưới gầm cầu thang được tận dụng để bố trí một phòng vệ sinh chung 2,6m2, rất kín đáo và sạch sẽ. Từ cầu thang bước lên tầng 2 sẽ là hành lang giao thông dẫn tới các phòng khác. Phòng thờ 12,1m2 là một không gian mở rất rộng thoáng, được bố trí ban thờ quay ra hướng mặt tiền theo đúng phong thủy. Cửa ra ban công và cửa sổ ở đây không chỉ giúp không khí lưu thông, thu hút nguồn sinh khí tốt cho ngôi nhà, mà còn mang tới nguồn ánh sáng tự nhiên, cho không gian luôn sáng sủa và có cảm giác rộng mở hơn. Với những gia đình đông thành viên thì mẫu nhà 4 phòng ngủ là một lựa chọn rất hợp lý. Trong đó, một phòng ngủ diện tích 18,5m2 được đặt ở tầng 1, thiết kế khép kín có vệ sinh riêng 4m2. 3 phòng ngủ còn lại được đặt ở tầng 2, có diện tích là 10,5, 14,8 và 13,6m2. Các phòng ngủ này sẽ cùng sử dụng vệ sinh chung 4,3m2 đặt ở góc phía cuối nhà, vừa thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày, vừa đảm bảo sự sạch sẽ, kín đáo theo như phong thủy. Bên cạnh vệ sinh sẽ là một sân phơi 7,5m2, để gia đình đặt máy giặt và cây phơi đồ thoải mái, không sợ ảnh hưởng của mưa gió. Như vậy, các bạn vừa tìm hiểu sơ lược về các bố trí các phòng công năng. Tiếp sau đây, mời các bạn cùng nhà Phương Đông ngắm nhìn những hình ảnh phối cảnh ngoại thất khác để hiểu rõ hơn về mẫu nhà này nhé. Phối cảnh mặt tiền của mẫu biệt thự 2 tầng được khởi tạo vô cùng sang trọng và tinh tế, với phong cách kiến trúc tân cổ điển. Thông qua sự chuyển động linh hoạt trong từng chi tiết thiết kế và sự kết hợp các tông màu giúp mang lại sự hòa quyện hài hòa. Công trình có hình khối cao giáo, thanh thoát với kiến trúc mái thái thiết kế giật cấp nhẹ, hệ mái dáng chữ A màu xanh lam được thiết kế gọn gàng, diềm mái có phào chỉ trắng tinh tế, nổi bật. Hiện nay, hệ mái này đang được nhiều gia chủ lựa chọn vì kết cấu, dễ thi công, tiết kiệm chi phí, mang tính thẩm mỹ cao, công năng thoát nước, điều hòa không khí tốt, theo phong thủy. Hệ mái thái còn có tác dụng ngăn chặn khí xấu tích tụ trong nhà, tăng cường thu hút vượng khí cho gia chủ. Mỗi nhà sử dụng màu trắng sứ là tông màu chủ đạo, giúp làm nổi bật các chi tiết hoa văn, phủ điêu, phào chỉ trang trí. Ở mặt tiền, hệ thống cửa chính được thiết kế từ gỗ tự nhiên với tông nâu đỏ, mang đến sự sang trọng, quý phái. Hệ bậc ngũ cấp thiết kế thoải mái, dễ đi, cùng hệ cột trụ vững chãi, có chân đế và thân cột được ốp đá hoa cương vân mây tông nâu trầm. Ban công tầng 2 sử dụng sắt nghệ thuật với những họa tiết tinh xảo, mềm mại, được sơn tĩnh điện màu vàng hoàng gia. Tất cả đã tạo nên cho ngôi nhà một vẻ ngoài độc đáo, thu hút ánh nhìn của mọi vị khách tới chơi. Công trình cũng sử dụng nhiều cửa sổ với các tấm kính lớn, cho không gian nội thất luôn sáng sủa, thoáng mát. Cuối cùng, một yếu tố không thể thiếu để hoàn thiện thiết kế, chính là phần sân vườn được bố trí rất tinh tế, tỉ mỉ, với một chòi nghỉ, hồ cá kết hợp cùng những bồn cây xanh,
hoa cảnh, non bộ. Đây sẽ là nơi nghỉ ngơi, thư giãn lý tưởng cho các thành viên trong gia đình sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi. Đây quả thật là một không gian sống lý tưởng đúng không các bạn? Nếu các bạn đang muốn sở hữu cho mình một ngôi nhà tuyệt vời như thế này, hãy nhấc máy và liên hệ ngay với chúng tôi. Nhà Phương Đông, hotline 0888 625 888 để được tư vấn nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.